Bây giờ là 4 giờ, thử thách là mình phải quay xong video này trước khi mặt trời lặn, nếu không là sẽ rất là tối. Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở về với một video các sản phẩm yêu thích. Và mình đang rất là háo hức chuẩn bị chia sẻ với mọi người những món đồ yêu thích của mình thời gian gần đây. Bắt đầu thôi. Đầu tiên đấy chính là chiếc máy in ảnh mini dễ thương này với một màu rose rất là xinh. Ngoài cái màu này rất là thích ra thì cái nữa thích đấy chính là cái kích thước siêu nhỏ, gọi là máy in ảnh mini mà. Sao mình lại đang bật đèn thế này? Thì đây là cái điện thoại của mình hiện tại. Và đây là chiếc máy in khi mà đặt cạnh. Nó nhỏ đến mức mà mọi người có thể để vào trong túi quần kiểu này này. Đó. Woo. Khi mà cầm trên tay còn cảm giác là nhẹ hơn cái cục pin dự phòng mà mình hay phải mang theo mỗi ngày cơ. Với máy này thì bạn sẽ không cần sử dụng mực, mà mực sẽ đi kèm với chính những cái tấm phim này luôn. Kích cỡ in ảnh là 2x3. Và khi mà chúng mình kết nối Bluetooth với điện thoại, download xong một cái app, đây là Canon Mini Print về, thì chúng mình sẽ in trực tiếp. Với những bạn nào thích lưu giữ khoảnh khắc cùng người thân, người thương, người yêu, thì cái việc in ảnh ra nó là một cái điều gì đấy nó rất là thích thú. Ngày trước và hiện tại thì mình vẫn sử dụng cái máy chụp ảnh Polaroid, là cái máy chụp một phát rồi ảnh lấy ra liền. Thì cái đấy nó có điểm trừ là nếu như mà mình căn góc không chuẩn hoặc là ánh sáng mình chọn không chuẩn chẳng hạn thì bức ảnh ra có thể sẽ vỡ, và ánh sáng nó có thể lúc bị tối quá, lúc bị sáng quá, thì đấy là điểm trừ của cái máy đó. Còn với cái máy in này thì mọi người có thể chỉnh ảnh xong hết trong điện thoại rồi, chỉnh filter này kia cho đẹp rồi, ưng ý rồi, thì sau đấy chúng mình mới in ra. Như vậy thì vừa đảm bảo được cái việc là không bị tốn phim này, và đến khi nào mà chắc chắn chọn được cái khoảnh khắc, cái bức ảnh ưng ý nhất rồi thì mới in ra. Giá bán của bạn này khoảng 3.300.000 Việt Nam đồng. Với cá nhân mình nghĩ nha, thì nó sẽ hơi mắc đối với những bạn nào mà chỉ mua in 1-2 lần xong bỏ đấy quên mất, hoặc là các bạn không thích in ảnh, chỉ muốn lưu giữ ảnh trong điện thoại thôi thì có thể là chưa cần. Nhưng với những bạn nào giống như mình chẳng hạn, thích in những cái bức ảnh đẹp ra rồi dán lên tủ lạnh, dán lên trên tường, hay là lưu trong một cái cuốn album nhỏ, để ví dụ trong trường hợp là điện thoại mất hoặc là iCloud có vấn đề dữ liệu mây nó bị hack hay cái gì đấy, thì mình ít nhất là mình vẫn có những cái tấm ảnh mà mình có thể nhìn tìm ngay lập tức. Thì với những bạn nào mà có tư tưởng giống của mình hoặc là thích lưu giữ kỷ niệm như thế thì mình lại thấy là cái sản phẩm này nó không hề mắc tí nào, và nó thực sự là một cái món quà rất là dễ thương. Nếu như mà cô gái nào nhận được thì mình nghĩ là cũng rất là thích. Tiếp theo đây chính là hai cuốn sách của cùng một tác giả có tên là Vãn Tình. Quyển thứ nhất có tên là Bạn đắt giá bao nhiêu, và quyển thứ hai thì là Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. Thì đầu tiên là mình đọc cuốn này trước, khi mà nhìn thấy tựa đề này thì mình cũng kiểu hơi hoang mang một chút tại vì mình không biết là bên trong nội dung gì, nhưng mà khi nhìn cái tít kiểu bạn đắt giá bao nhiêu thì cũng kiểu không biết có nên mua hay không. Thì cuốn sách này mình thấy rất là nhiều review tốt thì thôi mình nghĩ là cứ thử đọc xem sao. Mình nhớ là mình mất khoảng chắc 2 buổi tối, và mỗi buổi tối khoảng 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng gì đấy mình nhớ không chính xác lắm, nhưng mà đọc rất là nhanh. Mình nghĩ một phần bởi vì tác giả là người Trung Quốc nên là nội dung mà cô ấy viết thì cực kỳ gần gũi, xoay quanh các chủ đề rất là quan trọng kiểu như là tình yêu, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình. Trong này thì có 40 mẩu chuyện nhỏ và đều xoay quanh những cái chủ đề đấy, vừa là câu chuyện của chính tác giả, vừa là câu chuyện của những người khác nữa. Và cá nhân mình nghĩ thì cuốn sách này sẽ rất là hợp với những bạn nào mà đang trong độ tuổi 21 trở lên. Đấy là giai đoạn mà các bạn nữ chuẩn bị ra trường, chuẩn bị tìm việc này, hay là đang có những mối quan hệ yêu đương mà muốn nghĩ nghiêm túc, hoặc là những bạn mà vừa mới lập gia đình đang loay hoay không biết xử trí ra sao, thì mình thấy là trong cái cuốn sách này bao gồm tất cả những cái tình huống éo le đấy, và có những cái mà mình chưa gặp phải bao giờ, nhưng mà khi mình đọc thì mình thấy cũng thấy rất là hay. Và tất cả những cái mẩu chuyện đấy mặc dù khác nhau nhưng nó đều xoay quanh một cái tâm, một cái chủ đề chính, đặt ra những cái câu hỏi kiểu dạng như là bạn có dám thay đổi không, bạn có muốn thỏa hiệp không, bạn có cần làm hài lòng tất cả mọi người hay không. Và khi mà đọc xong cuốn sách này rồi thì mình đã tìm ngay mua cái cuốn còn lại. Thực chất thì mình thấy là nội dung của hai cuốn này không khác gì nhau nhiều, chỉ khác bìa với khác tựa đề thôi. Còn nội dung bên trong thì khá là giống, vẫn là kiểu dạng như là phụ nữ phải cố lên, yêu thương lấy nhau, phải độc lập tự chủ. Đọc xong được truyền cảm hứng rất là nhiều. Bạn nào quan tâm đọc thử đi nha. Tiếp theo đấy là mặt nạ Beauty Diary của Đài Loan. Thì được đi Đài Loan đầu tháng 10, mình đã gom rất là nhiều mặt nạ của hãng này về, bởi vì trước đấy thì cũng đã được nghe rất là nhiều review tốt rồi, và dùng xong thì cảm thấy là tốt thật. Ba loại mà mình đang còn hiện tại, đầu tiên là ngọc trai đen này, cái thứ hai là hyaluronic, lần nào đọc cái này cũng bị máu mồm, hyaluronic acid. Và cái thứ ba là natto, hình như là đậu lên men thì phải. Mình thích mặt này đầu tiên là bởi vì rẻ, thứ hai là nó làm đúng chức năng mà mình muốn, đấy là cấp ẩm cho da.
mình cũng không mong chờ gì nhiều với mặt nạ, tức là những cái chức năng sâu kiểu dạng như mờ thâm hay là sáng da, giảm nếp nhăn thì mình không mong chờ mặt nạ lắm. Mà với mặt nạ thì mình chỉ cần cấp ẩm cho da để mà ví dụ lớp make up của mình sẽ đẹp hơn chẳng hạn, và sau đấy khi mà mình thoa các sản phẩm dưỡng da khác thì nó sẽ thấm hơn. Kết cấu của mấy em này thì nó lỏng như nước thôi chứ nó không sệt sệt kiểu serum, mà khi để lên mặt thì nhiều hôm nước nó còn chảy xuống chân mình, thì đấy là một cái điểm trừ nho nhỏ, nhưng mà mình cũng không có kiểu quá nặng nề với cái điểm trừ đấy lắm. Thường thì một tuần mình sẽ đắp mặt nạ khoảng 3 đến 4 lần, và mỗi lần thì mình cũng không có giới hạn thời gian để bao lâu trên mặt cả, mình có lúc để cho nó hết khô luôn. Thì đấy là sở thích sử dụng của mình, bởi vì là mình dùng thế mà mình thấy là da mình cũng không sao cả. Thì như hôm nay chẳng hạn, ví dụ trước khi make up để quay thì mình thường để trên mặt, và cho đến khi nó khô thì mình bóc ra và bắt đầu thực hiện các bước make up sau đấy. Sản phẩm yêu thích tiếp theo là một chai nước hoa, và đây là bạn Daisy Love của Marc Jacobs, xinh không, được thiết kế nắp là hình hoa cúc rất là to, và ở đây là cái nhụy thì được vàng xinh ý. Mỗi khi bạn muốn dùng thì bạn sẽ nhét cái nắp hoa cúc này ra và sau đấy chúng mình sẽ xì. Lọ này thì mình cũng mới mua thôi. Khác với tất cả những cái mùi hương trước đây, mình thì thường thích sử dụng những cái hương mà nó thanh, mát, ngọt. Tức là lúc nào nó ngọt nhưng mà nó phải mát. Còn với cái lọ này thì nó lại về hương hoa ngọt ấm nhiều hơn. Và mình sử dụng bạn này vào buổi tối, tạo cảm giác ấm. Bạn này có hương đầu là quả mâm xôi, hương giữa là hoa cúc, hương cuối là xạ hương và gỗ driftwood. Trời, nhớ siêu quá, vừa mới đọc xong. Thường mua nước hoa mình không biết, nhưng mà với mình thì mình chỉ ngửi xem mình có thích hay không, nhưng mình cũng chưa chắc là mình đã đọc kiểu hương đầu, hương giữa, hương cuối. Nhưng mà đấy, để review lại cho mọi người thì mình chi tiết hơn một tí, nếu mà bạn có hình dung ra quả mâm xôi mùi như thế nào hay là xạ hương mùi như thế nào. Cái hương này thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn nữ khoảng tầm 24 tuổi trở lên thì có thể sẽ thích cái hương này hơn. Cái mình thích tiếp theo thì không có phải là một hiện vật nên mình không thể dơ cho mọi người xem được, mà nó chính là một bộ phim có tên là Hồi ức Alhambra, Memories of the Alhambra. Thì cũng đã rất là lâu rồi mình chưa xem một cái K-drama nào hết. Và một hôm khoảng 3 tuần trước, lúc mà mình vào Netflix thì mình thấy một cái poster rất là đẹp, có mặt Hyun Bin ở đấy. Thì mình cũng rất là tò mò, tại vì gần đây thì mình cũng không tìm hiểu gì về K-drama hay là có phim nào hot, mọi người đang xem phim gì cả. Thế xong rồi mình ấn vào phim đấy và mình bắt đầu xem, và mình thấy thích liền, mình thích từ tập 1. Và cho đến bây giờ tại thời điểm này thì là hết tập 14 rồi bạn, và phim có 16 tập, nên là có thể lúc mọi người xem cái video này thì đã có đầy đủ 16 tập để xem rồi. Tóm lược ngắn gọn thì đấy là một bộ phim mà vừa có pha cả hành động này, cả khoa học viễn tưởng và có một chút xíu tình yêu thôi. Đấy không phải là phim kiểu tình cảm xến xúa, nên là nếu mà bạn nào thích những dạng tình cảm yêu đương mặn nồng thì đấy chưa chắc sẽ là bộ phim bạn yêu thích. Nhưng mà bạn nào mà thích kiểu khoa học viễn tưởng, virtual reality, phim kiểu hơi tương lai một tí thì mình rất là thích phim đấy. Tưởng tượng như nếu bạn là một đứa thích chơi game và thay vì ngồi trên máy tính gõ rồi hay là sử dụng điều khiển để đánh bắn thì giờ bạn sẽ đeo một đôi áp tròng vào và bạn sẽ chính là nhân vật trong cái game đấy, và đối thủ hay là những cái kẻ mà bạn cần đánh bại thì nó ở ngay ngoài đường. Thế là bạn cứ đi kiểu như Pokemon Go ấy, nhưng mà giờ thì bạn sẽ đi ra ngoài đường, bạn đánh cái tên đấy và chỉ mình bạn thì đấy thôi, người khác không nhìn thấy. Nội dung tiếp ra sao thì mọi người phải xem phim rồi mới biết được. Thường nếu mà chọn phim thì mình cũng là đứa mà thích xem phim hành động kiểu Avenger hay là kiểu đánh nhau ngùng hơn là những phim tình cảm. Đức thì lại là người thích xem những phim tình cảm âu yếm ôm ấp. Cái yêu thích tiếp theo thì là một album nhạc của Zayn. Nếu như bạn không biết Zayn thì ngày xưa không biết đọc là Zayn hay là Zayn. Anh ấy ở trong nhóm One Direction thì từ đấy đến giờ mình cũng không phải là fan quá cuồng nhiệt đâu, nhưng mà khi cái album này ra thì mình đã kiểu tại vì cả 27 bài hát, chưa bao giờ mình thấy album nào mà có tận 27 bài hát cả. Thì cả album rất là hay, rất là nhiều kiểu nhạc khác nhau, chính thì là R&B và Hip Hop. Và nếu bạn nào nghe xong mà cảm thấy thích thì chúng mình có thể trở thành bạn thân nhất được rồi. Thường để nghe nhạc thì mình sẽ sử dụng cái ứng dụng có tên là Spotify. Thì mỗi tháng mình sẽ trả 59.000 và sử dụng trên tất cả các thiết bị của mình, là trên cả laptop, máy bàn và điện thoại. Có thể sẽ có nhiều bạn chưa quen với cái hình thức là trả tiền hàng tháng cho một cái dịch vụ nào đấy, nhưng mà cá nhân mình cũng đã sử dụng Spotify được khoảng 2 năm nay hơn rồi. Thì mình thấy đấy là một cái cách như kiểu là đóng góp lại, ủng hộ lại cho những cái người nghệ sĩ họ đã mất công viết ra những bài hát rất là hay và để cho chúng mình nghe rồi, thì chúng ta không nên nghe miễn phí 100%. Chú ơi cục cưng yêu thích tiếp theo đây. Đây, bạn này là bạn Chiu. Đây là bạn poodle mà mình đã nuôi được 2
2 tháng chưa nhỉ? Mình nhận em này về từ ngày mùng 4 tháng 12. Vì sao tên là Chiêu? Thì tại vì mình cũng không biết lý do vì sao nữa, mình với Đức quyết định gọi thế tại vì nghĩ là kiểu chấp chấp Chiêu Chiêu cho nó chờ rồi trang trang. Thì lúc mình mang em ấy về nhà thì mới chỉ có bằng một bàn tay hơn một tí thôi, và giờ sau một thời gian nuôi tốt, ăn rất là khỏe thì đã to như thế này rồi, to lắm luôn ấy. Hiện giờ là chưa có cắt tỉa lông gì hết nên là trông như một nghệ sĩ tơi bời. Từ hôm có Chiêu thì chớp rất là vui và hai chúng nó kiểu đùa nhau, và mình đấy cũng là mục đích của mình với Đức ban đầu, đấy là nhận nuôi thêm một em chó nữa để mà chớp đỡ buồn. Khi mà có hai đứa thì nó vẫn vui hơn là một. Thì bây giờ chúng nó kiểu đùa nhau ở trong nhà, xong rồi cắn kiểu kỳ lạ. Cái con này nó cắn bụng rồi, cắn mặt con kia, lúc đầu nhìn thì cũng hơi hãi một tí, tưởng là nó có thể làm thương nhau, nhưng mà thật ra nó đấy là cái kiểu đùa của nó. Xong đất chơi tiếp đi. Nhân tiện thì mình có một vài túi quà và chưa bao giờ thử unbox ở trên video nên là chói quá đi. Mọi người có thấy chói không? Một tấm thiệp đây là xinh. Mình đang mặc áo hồng và Notvin tặng mình một chiếc áo dài màu hồng rất là xinh. Chân vải sờ rất là thích. Màu hồng này cũng xinh nữa. Màu hồng kem ấy, rất là giống. Một gói quà có hình dạng rất là xinh mà không biết từ chủ nhân nào. Có tấm ảnh của mình với Đức này. Cảm ơn các bạn lấp lánh. Đây có phải là cái khăn không? Một cái váy rất là sexy. Yes. Thắt lưng. Xin lỗi mọi người, đây là thắt lưng. Cảm ơn các bạn lấp lánh nha. Rất là lồng lộn, trông rất là thích. Gói quà tiếp theo thì là của Beauty Box. Và theo như mình biết thì Beauty Box đã có mặt tại Vivo City quận 7 rồi. Ở đấy thì các bạn có thể tìm mua rất là nhiều món mỹ phẩm. Và các bạn ý có gửi tặng mình cây cọ Picasso. Mình chưa sử dụng cây này bao giờ cả, nhưng mà mọi người biết đấy, xem video chị Pony thấy chị Pony dùng rất là nhiều cọ Picasso thì rất là muốn thử xem sao. Trong này có một cái bấm mi, một cây cọ mắt và những cái đệm của cái kẹp mi này có thể thay pencil. Có ảnh mình này. Cái tấm ảnh này từ rất lâu rồi, lúc mà mình còn nhuộm tóc bạc này, và mình nhớ là nó chỉ có thể kéo dài một tuần thôi nên không bao giờ mình nhuộm lại màu đấy nữa cả. Một tấm dán mụn Toss RX. Một cái bông mút cũng của Picasso, tẩy da chết cũng của Toss RX. Và cuối cùng là cây son của Dear Dahlia. Thì bạn này lần trước mình có mua thử một màu. Kiếp kìa, không biết mọi người có nhìn thấy không? Tất cả thiết kế của hãng Dear Dahlia này thì đều có cái họa tiết marble như thế. Và màu này là một màu đỏ đậm, đỏ thẫm. Mình rất là thích, cảm ơn Beauty Box rất là nhiều. Và bởi vì là mình không muốn kết thúc video với cái phần khoe quà, và mình cũng muốn cảm ơn những bạn nào đặc biệt là đã xem đến tận đây, thì mình quyết định là sẽ làm một cái giveaway mà mình không thông báo ở trên tựa đề, để những bạn nào theo dõi đến bây giờ thì mới biết thôi. Gọi là giveaway Tết đi. Đây là những cái món quà mới tinh và mình sẽ dành tặng cho 10 bạn tất cả. Thì phần quà thứ nhất nha, đầu tiên sẽ là một cái khay son. Vì nó mới nên là nó vẫn ở trong hộp, mình không muốn bóc ra. Mình đang dùng cái khay ấy đây. Nó sẽ là một cái khay mà các bạn có thể để son kem lì. Một cái khay đứng như thế này. Đó. Tiếp theo sẽ là một chai xịt khoáng của Innisfree, Amimi Lip Crayon màu Rose là cái màu mà mình thích nhất của cái dòng son này. Và Mondu Creamy Teen màu 19. Tiếp theo nữa là Beauty Water, sản phẩm vừa tẩy trang được vừa làm toner được mà mình đã sử dụng hết hộp này đến hộp kia rồi. Phấn phủ Eclipse. Và thú vị hơn là một cái bóp, trong cái bóp đấy thì có rất là nhiều son. Đầu tiên là Clio Matte Matte màu 19, màu 05, màu 11, màu 01. Một cây Roman Zero Velvet Teen màu 05 mà mình thích. Một cây Colourpop On Display 16 brand màu Brown Plush mà Trang đã swatch. Và cả gương cookie nữa. Thì đây là tất cả các phần quà của bạn thứ nhất, với bạn thứ nhất thôi nha. Với bạn thứ hai, phần quà sẽ gồm có cây Mamondu màu 15, cây Clio màu 20, một cây Merzy Velvet Teen màu V6, một cây Black Rouge Velvet Teen màu A12, 3 mặt nạ của Innisfree, một bảng mắt Etude House màu Peach Farm nghiêng về tông đào, một cushion của Clio Foundwear Cushion XP mà mình đang rất là thích, và đây là màu 02. Tiếp theo là set son Starlight 7 cây đặc biệt, phiên bản đặc biệt nhũ vàng rất là xinh, cả set luôn. Và cuối cùng là một chiếc cốc màu hồng. Mỗi khi bạn nhìn cái cốc này bạn sẽ không bao giờ thấy khác nữa, tại vì nó đựng được rất là nhiều nước và nó cũng là món quà của Trang. Vừa rồi là phần quà của bạn số 2. Với 8 bạn còn lại thì các bạn sẽ
nhận được những cái makeup bag như thế này. Trong này thì sẽ có một cây son bí mật và một mặt nạ. Đây là hồng xinh, đen cũng rất xinh. Tiêu chí để chọn 10 bạn thì mình cũng không có một cái tiêu chí cụ thể nào khác, mà chắc là ngẫu nhiên thôi. Bởi vì mình nghĩ là để mà bạn ngồi xem đến tận bây giờ thì bạn đã quá tuyệt vời rồi. Nên có thể sẽ là bạn comment ở phía dưới xem là một điều bạn mong muốn thực hiện nhất trong năm 2019 là gì nha. Và mình sẽ thông báo 10 bạn ngẫu nhiên nhận quà vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 1 tại Instagram story của mình. Vậy nên từ giờ cho đến hôm đấy, mọi người cứ thỏa thích comment đi nhé. Mình hy vọng những bạn nhận được món quà này sẽ thích, bởi vì đây thì đều là tất cả những cái sản phẩm mình rất là thích rồi. Thế nên là tất nhiên mình muốn người nhận cũng sẽ cảm thấy là Ok, giờ chúng ta sẽ dừng video ở đây nha. Mình cũng đã kịp hoàn thành thử thách quay xong cái video này trước khi mặt trời lặn rồi. Thêm một lát nữa sẽ tối sầm xì luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và mình sẽ hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.